Trong vụ việc bắt giam 4 người được cho là đồng phạm trong vụ án có tên Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vào ngày 30 tháng 7, có một tình tiết đáng lưu ý là riêng ông Nguyễn Bắc Truyển không có mối liên quan nào đến Hội Anh Em Dân Chủ mà ông Nguyễn Văn Đài là người đứng đầu. Để cáo buộc hành vi lật đổ chính quyền, cơ quan điều tra phải chứng minh được đây là những người cùng tổ chức, bà Bùi Thị Kim Phượng, vợ của ông Truyển kể. Sáng ngày hôm qua là ngày 30 tháng 7 năm 2017, tôi và chồng tôi có công việc ra bên ngoài, sẵn tôi cũng ghé vào nhà thờ có việc tí xíu, thì anh Truyển bên ngoài chờ tôi. Thì khoảng 30 phút sau tôi trở ra thì không thấy anh Truyển đâu hết. Thì tôi cũng không biết là anh đi đâu, và tới đến chiều thì cũng không thấy. Thì đến chiều thì tôi thấy là cái trang thông tin báo điện tử công an đưa tin là anh bị bắt vào điều 79 của Bộ Luật Hình Sự. Thì lúc đó thì tôi mới biết, mà đến hiện nay thì tôi cũng không có một cái giấy tờ gì để mà biết là anh Truyển bị bắt và tạm giam ở đâu. Thì đến giờ phút này tôi cũng chưa biết được cái tin đó. Tôi bị bắt mà tôi cũng không biết là bắt ở nơi đâu và lý do bắt như thế nào. Tôi cũng rất là lo cho sức khỏe của anh Truyển, không biết giờ này anh ở đâu và anh như thế nào, sức khỏe anh ra làm sao. Tôi rất là lo lắng và tôi cũng mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ tôi trong cái lúc khó khăn này. Lâu nay ai cũng biết ông Nguyễn Bắc Truyển trong vai trò điều phối viên của chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Ông Huỳnh Công Thuận, một người bạn của ông Truyển cho biết. Dạ, xin chào, tôi là Huỳnh Công Thuận, hiện là cộng tác viên phòng công lý Hòa Bình Sài Gòn. Tôi muốn góp ý về cái việc mà ngày hôm qua là anh Nguyễn Bắc Truyển bị bắt. Theo cái thông báo của Bộ Công an là anh Truyển bị bắt theo cái điều 79 đó, là tổ chức lật đổ chính quyền gì đó. Vấn đề đó, đó thì tôi là anh Truyển cũng là một người cộng tác viên ở tại văn phòng này từ mấy năm nay, tôi biết rất là rõ về cái gọi là lật đổ chính quyền là không có đâu. Tôi đã từng cầm súng chiến đấu, tôi biết mà. Hồi đó mà bao nhiêu quân mà lật không được, bây giờ lấy gì lật? Chuyện đó là lật được tôi lật rồi, xuất khỏi tổ chức mẹ. Tôi nói thật, cái đó nói thẳng vậy đó. Còn nói về cái tư cách của Nguyễn Bắc Truyển thì làm việc thì rất là nhiệt tình. Đối với anh em khác, những anh em mà gọi là anh em đấu tranh đó, thì rất là nhiệt tình giúp đỡ. Tôi sẵn sàng chấp nhận ai, công an hay là an ninh hay là những cái người bạn nào đó muốn tìm hiểu về Nguyễn Bắc Truyển, gặp Huỳnh Công Thuận. Tôi sẵn sàng được gặp cả các an ninh và công an luôn. Muốn biết về cái việc gì ông làm, tôi sẵn sàng cung cấp hết. Hình ảnh của ông Nguyễn Bắc Truyển gắn bó với các chương trình thiện nguyện của Phòng Công lý và Hòa Bình đã quá quen thuộc. Mọi người đánh giá ông Truyển là người đấu tranh ôn hòa cho quyền lợi của các tổ chức tôn giáo. Bà Bùi Thị Kim Phượng và ông Huỳnh Công Thuận nói rằng ông Truyển không tham gia vào Hội Anh Em Dân Chủ và cũng không liên quan gì đến các hoạt động của ông Nguyễn Văn Đài. Tôi tên là Bùi Thị Kim Phượng, là vợ của anh Nguyễn Bắc Truyển. Trên mạng xã hội tôi thấy trong cái Hội Anh Em Dân Chủ có đăng cái bài là anh Nguyễn Bắc Truyển là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Tôi là xin đính chính lại anh Truyển là không phải là nằm thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Và tôi xác định điều đó. Hội Anh Em Dân Chủ đừng có nên đưa những cái thông tin như thế này. Có những người người ta không biết, người ta hiểu lầm. Cái quan trọng nhất là những người đứng ngoài, đứng giữa. Người ta thấy cái tin gì, người ta nói là ông này cũng chắc cũng từng làm gì dữ lắm rồi đó mới bị bắt. Thì nó cái đó là cái hại hơn là có lợi. Tính đến cuối giờ chiều ngày 31 tháng 7, bà Bùi Thị Kim Phượng vẫn chưa biết được chồng của bà hiện nay ra sao. Việc bắt giam ông Nguyễn Bắc Truyển với cáo buộc ông Truyển tham gia vào tổ chức của ông Nguyễn Văn Đài để lật đổ chính quyền đang làm cho những tổ chức tôn giáo, những người từng được ông Truyển giúp đỡ lo lắng và mong sớm sáng tỏ vụ việc để ông Truyển mau chóng được trả tự do.